Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với vòng bán kết trận thi đấu thứ hai giữa chiến đội Bà Nội Tôi với lại chiến đội Tơ Tơ, và chúng ta sẽ thi đấu hình thức bo ba, win hai chạm hai win nha anh em. Và trận đó chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào bây giờ, anh em cùng chờ đợi một chút. Hai chiến đội hãy chuẩn bị bắt đầu vào trong luôn anh em ơi. Ok, lúc nãy anh em có một người hỏi là trận sao vào vòng này ít thấy đường môn. Ok đây, đường môn của anh em anh em. Một cao thủ đó là đường môn cậu cả Harper, đang sử dụng mình một cây nỏ tốc 30, sát thương 200 nội công và 50 sát thương và 100%. Một cái nỏ kim hoàn toàn mát pin và một cái nón phòng thủ anh lấy 25. Áo thổ phòng thủ nha anh em, phục hồi và kháng băng. Gia truyền kháng cả 20 kháng băng. Và đai lưng họ phòng thủ làm chậm, nhẫn làm chậm. Kết được cái áo hết luôn nha anh em, kết được áo và gia truyền luôn nha anh em. Vào tay phòng thủ dòng 1, nhẫn kháng hỏi dòng 1, giày kháng hỏi dòng 1 và ngọc bội kháng lôi. Tính ra lượng thủ vật này khá là nhiều anh em à. 1, 2, 3 món thủ lấy kèm theo gia truyền. Và đây là set đồ của anh em Độc, chết không sợ. Đang sử dụng mình một cây đào tóc 30 bằng sát 100 kháng hỏi 25 và nón kháng hỏi 25 và chống 40. Áo phòng thủ lý 25 phục hồi. Gia truyền kháng cả 20, chỉ kết dòng 1 thôi anh em ơi. Chỉ kết được kháng hỏi này với dòng băng sát. Một món kim mà thôi. Và bao tay phòng thủ làm chậm, ngọc bội làm chậm, nhẫn kháng băng, đai lưng kháng băng dẫn động luôn, nhẫn mộc và giày phòng thủ. Tính ra năm động này lượng thủ khá là ok, được cho mình 3 món thủ, 1, 2, 3, và lượng kháng còn lại cũng khá là ok. Trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau hơn 20 giây, và chiến đội Bà Nội Tôi và chiến đội Tơ Tơ liệu trong ra đấu thứ hai này, sau đây em liệu trong ra đấu đầu tiên này chiến đội nào sẽ win. Bên kia cũng có cho mình 1 năm động và 1 ngày 10, một bên là 1 năm động 1 ngày 10 và một bên là 1 năm động và 1 đường môn. Hiện tại Nam Độc, Quỳnh KK, Quỳnh K đã cách lên mùa được cậu cả và đã đang những đòn bắt độc cực kỳ tốt. Và đường môn đã bốc ơi, đường môn đã bốc ơi, chồng và vô chân vừa rồi. Chỉ còn mỗi mình Nam Độc chết không sợ mà thôi. Và rồi chúng ta thấy rằng sự cực kỳ tốt đến từ vị trí của Nam Độc, Quỳnh K đã kịp thời cứu thua cho anh Nga Mi Bà Nội Tôi. Phải rồi anh em thấy không, Nam Độc với lại đường môn bên kia đang chủ trương áp đảo hướng của anh Nga Mi khá là cao. Và anh Nam Độc Quỳnh Ca đã cực tốt cover, cực tốt và đã kết thúc được đường môn sau vài pha bắt độc. Quá hay anh em à. Và trong đấu đầu tiên chúng ta là kết quả dành cho chiến đội Bà Nội Tôi win 1-0. Và đấu thứ hai chúng ta sẽ chuẩn bị và bơ tơ vào trong. Trận đấu này đang được diễn ra khá nhanh, mỗi bên đều có một anh Nam Độc là đánh cực kỳ nhanh luôn anh em à. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với trận bán kết thứ hai, round đấu thứ hai giữa hai chiến đội Bà Nội Tôi với lại chiến đội Tơ Tơ. Trong round đấu đầu tiên thì một pha đánh cực kỳ tốt đến từ vị trí của Winka đã làm cho đường môn cậu cả Harper đột tử chưa đầy 30 giây, quá nhanh gọn. Và round đấu đầu tiên chúng ta đã có 1-0 dành cho chiến đội Bà Nội Tôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục với round đấu thứ hai, liệu trong trận đấu này Bà Nội Tôi có win nữa hay không. Nếu mà win thì sẽ lọt vào trận tranh chung kết nhất nhì, và nếu mà thua thì chúng ta sẽ tiếp tục với đấu thứ ba anh em ơi. Và anh em cùng xem xét đồ của chiến đội Bà Nội Tôi. Đây là Nga Mi anh em, anh thử một cây băng sắc nội công 200 chống 40, nón chón sinh khí, áo kim, dây chuyền kim kháng cả 20. Theo khoản nghĩ thì đánh Nam Độc trước thì hiệu quả hơn anh em. Nếu mà đường môn là chết không sợ, bắt được bùa, bắt được Nam Độc trước thì khả thấy kết thúc Nam Độc nhanh hơn Nga Mi. Nam Độc bị Nga Mi trâu lắm. Đang sử dụng bao tay làm chậm phục hồi, làm chậm phòng thủ, ngọc bội làm chậm 40, nhận kháng băng chúng động và đai lưng kháng băng chúng động, nhận kháng lôi, giày kháng lôi. Nói chung là đây là một trong những set băng sắc nội công và đi set vũ khí thủy khá là hợp lý dành cho những ngạc 20 trưởng. Và đây là set đồ của Nam Độc Quỳnh Ca. Trận đấu thứ hai chúng ta chính thức bắt đầu. Quỳnh Ca cũng đang sử dụng mình một cây tốc 30 bằng sáng 100. Trong trận đấu này chúng ta đã thấy rằng hai cao thủ đường môn của Nam Độc bên kia đang chủ trương đam mạnh hướng của anh Nam Độc như Khải dự đoán, cũng như là tất cả anh em đang dự đoán. Quỳnh Ca đang ăn đam hoàn toàn tuyệt đối. Quỳnh Ca đang ăn hoàn toàn tuyệt đối. Và chúng ta thấy rằng trong trận đấu này thì cao thủ chết không thờ đã chuyển hoàn toàn về hướng âm phong tử cốt. Và liệu những đòn chưởng này có được hiệu thực sự hiệu quả không?
cố gắng nhồi máu nào, cố gắng nhồi máu nào. Lượng máu của hai bên đang cực kỳ tốt. Chúng ta thấy rằng đường môn cậu cả đang gom vị trí 3 giờ này đang tỏ ra một cách khá hiệu quả. Nếu như đường đang bắt đọc cực kỳ tốt và không được hiệu quả cho lắm, và đường môn đã bốc rồi sau những đòn 9 nít đào 9 nít của Quỳnh Ca. Và xin chúc mừng, quá hiệu quả này mà. Những đòn đào của cầu thủ Quỳnh Ca quá chắc chắn và đã làm cho đường môn bốc rồi. Trong trận đấu này thì Quỳnh Ca Nam Động này cực kỳ trâu này mà. Trong những giây phút đầu tiên thì bị Nam Động và cả đường môn xấy nhưng mà không thể chết. Tại đường Nam Động này đang sử dụng mình 4 thủ lý. 1, 2, 3, 4 và một gia truyền kháng cả 20 áo kim. Và hiện tại là đang có một cái đao tóc 30 bên sát và chỗ 40. Và xin chúc mừng chiến đội bàn đội tôi đã chính thức lọt vào trận tranh chung kết những gì. Win 2-0 anh em ơi. Rất đáng tiếc cho chiến đội đường môn cầu cả với lại chết không sợ, rất đáng tiếc. Ok, chung là sẽ đội Nam Động quá pin luôn em à. Đây, không gì hơn mà chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với trận tranh 3-4 và tiếp đó sẽ là trận tranh chung kết nha anh em ơi. Quá hay anh em ơi, rất đáng tiếc cho những đội đường môn là Nam Động. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Và xin chúc mừng lại một lần nữa, chiến đội bàn đội tôi đã win 2-0, đã chính thức lọt vào trận tranh chung kết nha anh em ơi. Xin chúc mừng. Quá xuất sắc.